CEO Tesla tỷ phú Elon Musk vốn được mọi người biết đến là một người ủng hộ Dogecoin, và tỷ phú này đã từng nhiều lần tác động đến biến động giá của meme coin này bằng cách thông điệp trên phương tiện truyền thông xã hội. Vừa qua, tỷ phú này tiếp tục lên Twitter để đưa ra những suy ngẫm mang triết lý cao. Tuy nhiên, một người dùng Twitter đã cho rằng ông đang đưa một thông điệp bí mật liên quan đến Dogecoin trong dòng tweet của mình. Dòng tweet của Elon Musk nói rằng bản năng trả thù của con người cực kỳ mạnh mẽ. Đó là lý do vì sao chúng ta cần chú tâm vào ý tưởng có thể đem tới nhiều quyền lực này. Một người dùng Twitter có tên Gray với hơn 230.000 người theo dõi đã nói đưa rằng Musk đã giấu nhiều điều về thị trường crypto sâu trong các tầng của dòng tweet này. Cụ thể ý của Elon Musk là Dog đang rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư khác nói rằng đoạn tweet trên đang ám chỉ ETH không phải Dog. Trong tuần qua, vị CEO của Tesla đã thông báo sẽ không bán lượng tiền điện tử đang nắm giữ của mình. Danh mục đầu tư crypto của Elon gồm Bitcoin, Ethereum và Dogecoin. Giá của ba loại tiền điện tử này đều đang tăng trong ngắn hạn. Dog đã thể hiện rất tốt với mức tăng 9%. Giá của đồng coin này đang ở mức 11 cent trên các sàn giao dịch crypto.